Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình có các xe tải chở các xe trộn bê tông, có cái thùng đang quay đi làm việc này các bạn ơi. Hôm nay mình phải nhờ các xe tải đầu bằng để chở các xe trộn bê tông của chúng ta đi tới công trường xây dựng để đi lấy bê tông xi măng nữa nha. Ngày hôm qua mình đã thất bại rồi, hôm nay mình sẽ cố gắng thành công nha các bạn nha. Và các xe của chúng ta đang chở bê tông xi măng nè. Đây là xe trộn bê tông màu xanh. Và phía sau chúng ta có rất là nhiều xe trộn bê tông luôn. Đây là xe trộn bê tông màu xanh dương, màu đỏ và màu hồng nè các bạn ơi. Các xe của chúng ta đang quay cái thùng rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đó, đang đi qua một vũng nước các bạn thấy không? Đó. Và hy vọng là xe trộn bê tông của chúng ta sẽ tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng thành công nha các bạn nha. Wow, đây có một chiếc xe buýt các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe buýt tên lửa kia. Nó đang phóng tên lửa đi kìa các bạn ơi. Trời ơi, nó đang đuổi xe cái xe trộn bê tông làm gì kia. Hình như là nó có ý đồ gì đó, chúng ta chờ xem nha. Wow, nó đuổi theo kịp các xe trộn bê tông của chúng ta rồi kìa các bạn ơi. Wow, nó đang vượt lên, không biết là nó làm gì đây. Wow, các bạn ơi, coi chừng. Wow, nó làm gì kia, nó phía sau kìa. Oh my god, các bạn ơi, nó tung vô cái lan can rồi. Wow, hình như nó có ý định xấu với xe trộn bê tông, nó tung vô lan can rồi. Và đây có một chiếc xe bán tải cảnh sát kìa các bạn ơi. Xe bán tải cảnh sát này cũng đang đuổi theo chiếc xe trộn bê tông của chúng ta nè. Không biết là nó đi đâu đây, các bạn chờ xem nha. Oh my god, hình như nó cũng đuổi theo cái xe trộn bê tông. Wow, nó tung vô cái xe trộn bê tông các bạn ơi. Và nó muốn cho cái xe trộn bê tông này không đi làm việc nè. Đây là một chiếc xe tải cảnh sát pha ke nha. Tức là không phải là cảnh sát đâu, mà nó là tên ăn cướp đó các bạn ơi. Nó dám đuổi theo cái xe trộn bê tông của mình. Và nó đã vượt lên nè các bạn ơi. Wow, nó làm gì kia? Wow, nó né ra cái gờ hồi nãy luôn. Và nó đã chạy lên dẫn đầu luôn các bạn ơi. Nó làm gì kia? Wow, nó ép xe trộn bê tông. Wow. Wow, các bạn ơi, nó bị mất lái, nó tung như vách núi rồi. Rồi các bạn ơi, nó bị mất lái, nó tung như vách núi và nó đã bị bốc cháy rồi. Và cái xe trộn bê tông của chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển nè. Wow, cái xe trộn bê tông của chúng ta không bị sao nha. Và đây lại xuất hiện một chiếc máy cày màu đỏ các bạn ơi. Chiếc máy cày màu đỏ sẽ làm gì đây? Chiếc máy cày màu đỏ, wow, nó tiếp tục đuổi theo các xe trộn bê tông của mình nè các bạn ơi. Vậy là các xe này có ý đồ xấu rồi, muốn chặn cái xe trộn bê tông ở lại để ăn cướp xe trộn bê tông nè. Không dễ dàng như vậy đâu. Và nó vẫn tiếp tục đuổi theo các bạn ơi. Xe máy cày màu đỏ chạy rất là nhanh luôn, chạy nhanh hơn các xe tải của mình luôn. Và nó làm gì kia? Ồ, nó ép xe trộn bê tông của mình kia. Wow, nó ép vô. Wow, nó bị lật rồi các bạn ơi. Wow, hay quá các bạn ơi, nó đã bị lật rồi. Và nó nằm nghiêng qua luôn rồi nè. Vậy là nó cũng đã thất bại khi mà cố gắng ăn cắp xe trộn bê tông của mình. Và đây có một chiếc xe đầu kéo màu tím các bạn ơi. Xe đầu kéo màu tím này làm gì kia? Nó có hai cái ống khói và nó có rất là nhiều bánh kia các bạn ơi. Nó đang chạy với tốc độ rất là nhanh. Và hình như là nó đang chạy ngược chiều lại với cái xe trộn bê tông của chúng ta. Kìa rồi các bạn ơi, mình đã thấy các xe trộn bê tông xuất hiện rồi kìa phía trước kìa. Wow, nó làm gì kia? Oh my god, nó tung vô xe trộn bê tông của mình luôn. Wow, các bạn ơi, nó tung vô xe trộn bê tông của mình nhưng mà cái đầu của nó bị hư rồi. Đây nè các bạn ơi, xe trộn bê tông của mình cũng bị hư một chiếc rồi. Nhưng không sao, chúng ta phải, còn các chiếc còn lại chúng ta phải cố gắng chạy nhanh thôi. Và phía trước của chúng ta là một con đường. Đường gì đây các bạn ơi? Oh my god, là một con đường cục kìa. Chết rồi các bạn ơi. Oh my god, xe trộn bê tông của chúng ta đi rơi vào một con đường bị hư rồi. Và đang rơi xuống dưới vách núi nè. Và phía trước của chúng ta hình như là biển này các bạn ơi. Đúng rồi các bạn ơi, phía trước là nước. Chết rồi, cái xe của chúng ta đã bị hư hỏng hết rồi. Oh my god, và có xe trộn bê tông của chúng ta bốc cháy luôn. Các bạn coi lại nè, đây là một con đường bị hư. Cái xe trộn bê tông của chúng ta thì chạy rất là nhanh để tránh né các xe kia. Vậy là cái xe trộn bê tông của chúng ta đã bị rơi xuống dưới nước nè. Các bạn nhìn nè. Đó, phía trước của chúng ta là một đại dương bao la luôn. Rất là nhiều nước luôn nè các bạn ơi. Oh my god, và các xe tải và xe trộn bê tông của chúng ta đã bị lật hết rồi. Bị rơi xuống là đó. Xe vàng và xe màu cam đã bị rơi xuống luôn rồi các bạn ơi. Và bốc cháy luôn rồi, chết rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Oh, và cái gì kia? Wow, các xe của chúng ta lại bị nhấc bổng bay lên trời các bạn ơi. Lại trên bầu trời này lại xuất hiện con yêu nhân nhện rồi. Nó đã ẩn mình trong các đám mây và làm cho cái xe của mình bị hư hại nặng nề rồi các bạn ơi. Mình phải mang cái xe này về gara sửa chữa thôi. Ok, bây giờ mình sẽ dùng các xe tải này đi lấy cái xe trộn bê tông về gara sửa chữa thôi các bạn ơi. Vì cái xe trộn bê tông của chúng ta lại bị hư rồi.
dẫn đầu là xe tải màu đỏ tới màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu hồng. Các bạn ơi, đó các bạn ơi, và các xe tải của chúng ta đang ở trên núi xuống và phải đi qua con đường bậc thang này nha. Bây giờ chúng ta sẽ chờ xem các xe tải này của chúng ta có đi giải cứu được xe trộn bê tông để mang về gara sửa chữa không nha. Các bạn chờ xem nha.
Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bus City nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có rất là nhiều xe trộn bê tông luôn. Các xe trộn bê tông của chúng ta đi tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng này nhưng mà đã bị lao xuống biển rồi. Và chúng ta phải nhờ các xe tải cứu hộ để đi giải cứu xe trộn bê tông. Nhưng mà các xe tải cứu hộ của chúng ta đã lao xuống dưới núi và không làm chủ được tốc độ và đã bị tung vô vách núi luôn các bạn ơi. Tiếp sau đó là các xe trộn, chúng ta phải nhờ tới các xe bồn các bạn ơi. Các xe bồn sau đó là các xe bồn của chúng ta là xe bồn chở xăng, nó cũng bị lao xuống dưới một cái vực thẳm luôn đó, và chúng ta phải nhờ rất là nhiều xe nhưng mà hôm nay chúng ta thất bại rồi các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay chỉ là game PNG thôi nha các bạn nha. Nếu các bạn thấy video hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Bus City nha các bạn nhé. Ăn cơm xong học bài xong mới được coi nha. Các bạn nhớ đọc kinh cầu nguyện với Chúa Giêsu với mẹ Maria nè, và nhớ không được kiêu ngạo nha, phải sống khiêm nhường, đạo đức thánh thiện, vâng lời ông bà cha mẹ, không ăn cắp nói dối. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha.